Ồ, thì một các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh mình nhá. Hôm nay mình đi kiểm tra mới là ăn một chút xem tình hình thức ăn thế nào các bạn nhé. Đấy, trên mình thì hiện tại là cái nguồn phấn keo đang khá là dồi dào, chuẩn bị đợt tới là có thêm nguồn phấn của ngựa các bạn nhé. Đấy, thời tiết đang chuẩn bị lạnh lạnh dần rồi các bạn ạ. Đấy, mùa này mình cố gắng chăm sóc ong thật tốt để khoảng thời gian tầm một gần một tháng nữa thì mình xem đàn nào tách được thì mình sẽ tách đàn nhé các bạn nhé. Đấy, đàn này quân cũng tụt khá là nhanh này các bạn ơi. Này mình sẽ rút cái cầu trong cùng với đi các bạn nhé. Đây mình xem ong nó đẻ có ổn không. Tổ này đợt trước mình kiểm tra chia sẻ các bạn xem là còn tương đối đông quân, nhưng mà đợt này nó lại rút tụt quân rồi đấy các bạn ạ. Đấy, có hiện tượng tụt quân. Kiểm tra xem nhộng nhức lên nào nhé các bạn nhé. Đấy, như tầm này là mình cứ cho nó lên tầm tháng nữa là mình tách thành hai tổ thoải mái các bạn nhé. Có vẻ hơi đói thức ăn nên là hơi nhẹ, cầu hơi nhẹ. Các bạn này, thức ăn hơi kém này. Thì bổ thêm thức ăn các bạn nhé. Lượng phấn thì khá ok. Đấy, phấn khá ok, nhộng cũng tương đối các bạn nhé. Tối nay mình sẽ cho ăn thêm mật. Xem cầu giữa nha các bạn này. Đấy, cầu giữa này có vẻ đẹp hơn này. Thường thường thì những cái cầu giữa bao giờ cũng là đẹp nhất các bạn nhé. Đây. Mặt nhộng này các bạn này. Đấy, tổ này cầu này khá nhiều mặt. Ôi, nhộng đang lên này các bạn này. Đấy. Nhộng đang lên. Cầu trong thì xấu hơn các bạn ạ. Đây, mà mặt này nhộng cũng khá là đẹp các bạn này. Hết lớp nhộng này là cũng khá là ok các bạn nhé. Cầu trong này xấu mình sẽ rút đi các bạn nhé. Mình sẽ rút cầu trong đi để cho nó tập trung quân với hai cầu này thì nó chăm sóc sẽ được tốt hơn các bạn nhé. Đấy, mình rút ra một cầu các bạn. Đấy, rút ra cái cầu xấu này mình bỏ ra ngoài xem còn tí mật nào để cho ong thợ nó lấy lốt nhé các bạn nhé. Đấy, thu vào hai cầu này. Mới đến lúc tách đàn là mình sẽ tách ra làm đôi các bạn nhé. Mỗi cầu, mỗi tổ một cầu là ok các bạn nhé. Đấy, chỉ thời điểm này mình nếu mà tổ nào đông thì càng tốt, không thì cứ tổ hai cầu quân như này là mình tách ok rồi các bạn nhé, không vấn đề gì hết. Trong khoảng độ một tháng nữa mình sẽ tiến hành mình làm chúa các bạn, làm chúa và mình sẽ tách đàn các bạn nhé. Một tí mình sẽ bổ sung thêm một ít thức ăn nữa cho cái tổ này để cho nó vít nắp đi nhé các bạn nhé. Đấy, cố gắng cho nó vít nắp thì ok. Để xem đàn này. Đàn này cũng vẫn đang để ba cầu các bạn. Đấy, đàn này quân nhỉnh hơn một chút này các bạn này. Đấy, này quân nhỉnh hơn nhá. Đàn này quân ổn hơn, đây trong bên trong rồi. Có mật trắng trắng này các bạn này. Đấy. Đấy. Khá là nhiều mật. Tổ này có vẻ khỏe quân hơn các bạn nhá. Nếu mà để khỏe tổ nào khỏe quân như tổ này mình vẫn để ba cầu các bạn nhé. Đấy, không cần phải rút cầu đâu. Đấy, khi là mùa lạnh mà nó lạnh quá mà quân nó thưa thì mình mới rút các bạn nhé. Đấy, quân còn khá là đông này các bạn này. Đấy, quân còn tương đối nhá, nhưng mà cũng khả là cũng có hiện tượng là cũng đang hơi đói mật một chút. Đấy, nhộng lên cũng tương đối đều đấy các bạn này. Đấy, nhộng này. Đấy, phần dưới toàn nhộng các bạn nhé. Như cầu trong này là trắng, trắng cầu nhìn rất là đẹp này các bạn này. Đấy, trắng cầu bên trên có mật viết nắp nha các bạn nhé. Đây, cầu thứ hai cũng còn trong ngoài cũng viết này các bạn này. Đấy, có mật viết nắp này. Đấy, như tổ này nó ok các bạn nhé. Còn mình không nhấc lên nữa. Này nếu mà mình cần thiết thêm thì mình cứ bổ sung thêm thức ăn các bạn nhé. Đấy, cho ăn kích thích các bạn. Đấy, ăn được tầm một chai thôi. Đấy, để cho nó phát triển các bạn nhé. Đấy, cho nó khi mà mật nó căng đét lên thì chú nó sẽ đẻ rất là nhanh các bạn nhé. Đấy, mình sẽ tiến hành mình bổ sung thêm. Mình cho ăn kích thích thôi, nhưng mà mình cho ăn vào
mấy buổi các bạn nhé, 2-3 buổi ấy, thì là nó sẽ có mật vít nắp là chú nó sẽ đẻ rất là căng. Đấy, phấn hiện tại phấn thì có rồi. Đấy, hôm nay mình đi kiểm tra sơ sơ mới đàn vậy, chia sẻ các bạn là cùng xem các bạn nhé. Ong mình đang ở trong cái tình trạng như vậy. Một số đàn thì cũng có một số đàn là mình có đàn 2 cầu 3 cầu, có đàn có 1 cầu cũng có các bạn nhé. Đàn là 1 cầu mà mình không thể thể tách được đàn thì mình cứ chăm sóc cho nó lên dần các bạn nhé. Còn là đàn nào mà tách được đàn thì mình sẽ tiến hành tách đàn trong cái khoảng thời gian khoảng 1 tháng tới các bạn nhé. Đấy, gần 1 tháng tới thì mình mới tách được. Bây giờ ong ấy đang phát triển trở lại thôi, nó chưa mạnh hẳn các bạn nhé. Đấy, như đàn này. Đấy, quân này các bạn xem này. Đấy, quân ra cửa này. Đấy. Thứ nhất cái tổ này chia sẻ cho các bạn xem. Tổ này hình như cũng 2 cầu các bạn. Kiến này. Mình phủi đi một tí mình mở ra nó bò vào bên trong tổ, nó ong nó sẽ loạn các bạn. Kiến lên nó làm tổ. Tổ này cũng vừa vừa quân thôi các bạn. Đấy, quân đây các bạn này. Đấy, ba vẫn 3 cầu. Vừa quân mình sẽ rút các bạn nhé, sẽ rút cầu đi. Đấy, tối nữa mình cũng phải cho ăn thêm, cái cầu trong là xấu rồi các bạn ạ. À, mình mới tiến hành mình rút cái cầu trong đi nhé các bạn nhé. Đấy, mình đang định rút cái cầu trong đi các bạn ạ, nhưng mà cái cầu trong mình vừa nhấc lên thử thấy nhộng nó lên, cũng đang lên nhộng các bạn nhé. Thế là mình sẽ tiến hành mình cứ để lại đã. Đấy, tổ này cũng chưa đến mức độ nó thưa lắm các bạn nhé. Đấy, cho nó đẹp cần thiết, hôm nào mình cần thì mình lại viện sang tổ khác cũng được các bạn ạ. Đây, nhộng nó cũng đang lên này các bạn này. Đấy, cầu hơi xấu nhưng mà nhộng nó đang lên cũng khá là ok các bạn nhé. Đây, nhộng ong non này, còn cho cầu trong cùng các bạn nhé. Cầu giữa thì quá đẹp rồi. Đây, nhộng rồi các bạn này. Đấy, nhộng rồi nhé. Đấy, thế là mình sẽ không rút nữa, mình để lại. Cần thiết lúc nào mà có cái tổ nào cần thì mình sẽ viện cho cái tổ đấy sau các bạn nhé. Chứ bỏ nấp nhộng đi thì cũng hơi phí. Đấy, ong đang đang linh động này, nó đang hơi loạn một tí. Cây cỏ ngựa này nó cũng đang chuẩn bị có đồng các bạn nhé, nó đang có đồng đồng rồi, khả năng nó sẽ lần tới nó sẽ có hoa các bạn ơi. Đây, cây cỏ này. Đấy, cỏ này rất là nhiều phấn các bạn nhé. Đấy, tới nó sẽ là cái nguồn phấn rất là ok đấy, cái cỏ ngựa này. Hiện tại phấn keo đang nở đợt 2 các bạn nhé. Đấy, keo trứng nở là 3 đợt các bạn. Đấy, từ đợt 1, đợt 2, đợt 3 nó đang ở đợt 2 rồi. Đấy, nó vẫn còn một đợt hoa keo nữa các bạn nhé. Thì nó sẽ có phấn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.